Cơ sở Lan Rừng Cập Bền xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày mới ngập tràn niềm vui và may mắn. Hôm nay, ngày 3 tháng 4 năm 2019, em Quốc Duy lại được tiếp tục giới thiệu cũng như là báo giá các mặt hàng lan mà cơ sở hôm nay mới cập nhật cho các bạn. Trước khi đi vào báo giá, em xin giới thiệu cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có trụ sở tại tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Còn nhà vườn có trụ sở tại bản Kéo Trang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Hiện giờ cơ sở bên em có 2 số điện thoại để liên hệ đặt hàng cũng như là tư vấn trực tiếp, đó là số 0984754102 và số điện thoại thứ hai là số 0967615815. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến 2 số điện thoại để được lên đơn ạ. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết báo giá các mặt hàng lan mà cơ sở Ngọc Bền mới cập nhật ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4 năm 2019 luôn. Ở đây em sẽ có giới thiệu đầu tiên sẽ là mặt hàng lan dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo là mặt hàng lan sẽ cho hoa vào mùa hè nhé các bạn. Hiện giờ lô dáng hương đuôi cáo này trên Cao Bằng bên em mới khai thác về ngày hôm qua thôi. Thời tiết chủ đạo của Cao Bằng 2 ngày hôm qua chủ yếu là mưa và dông lốc, nên là các bạn thấy đấy ạ, những cây lan lấy về vẫn còn khá là đẫm nước. Sau khi mà quay clip này đi, em sẽ lấy quạt ra và thốc thẳng vào chỗ lan này để bay bớt những cái hơi nước còn ở trên lá cũng như là những cái rễ nó khô hơn. Các bạn mua về sẽ được lợi cân và tránh tình trạng khi vận chuyển sẽ bị thối nhũn cũng như là thối rễ ạ. Em sẽ quay vào chi tiết lô dáng hương đuôi cáo cũng như báo giá luôn nhé. Hiện giờ đây là cáo lá xếp, bao gồm có cả xếp lưng và xếp V. Bên em bán với mức giá là 500.000 đồng cho 1kg. Còn bên này là dáng hương đuôi cáo lá lướt, em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch. Em xin lỗi là hạc vĩ ạ, hạc vĩ Bắc và hạc vĩ Lào nhé. Đây là hạc vĩ Bắc ạ, hạc vĩ Bắc thì có thân tròn mập hơn so với hạc vĩ Lào ạ. Hạc vĩ Bắc em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1kg. Tiếp đến bên đây sẽ là những bó hạc vĩ Lào mà bên em đã chủ động bó vào rồi đấy ạ. Hạc vĩ Lào thì thân thanh và mảnh hơn nhé các bạn. Hạc vĩ Lào em bán với mức giá là 50.000 đồng cho một bó như này. Những bó như này thì các bạn lấy về ghép vào bảng và đủ một giò rất đẹp nhé. Nếu mà bạn nào mà mua riêng hạc vĩ Lào không thì em bán từ 2 bó trở lên. Còn nếu mà mua kèm các mặt hàng khác thì em sẽ bán từ 1 bó nhé. Em nhắc lại là 50.000 đồng cho một bó hạc vĩ Lào ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan trầm vàng ạ. Trầm vàng em bán với mức giá là 450.000 đồng cho 1kg. Cái trầm vàng ở đây thì hiện giờ đang ra hoa nhé. Những cái nụ hoa đang rất là đều luôn ạ. Đang lên rất là cao rồi đấy ạ. Đây là những nụ hoa của trầm vàng đấy ạ. Sắp tới lấy về các bạn sẽ được chơi hoa luôn. Lan trầm vàng thì các bạn lưu ý giúp em là ghép sẽ để ở dưới mái tre nhé, bởi vì nếu mà trầm vàng mà bị ngập mưa vào đấy ạ, thế bị thối cây rất là nhanh và sẽ dẫn đến là tình trạng cây bị chết đấy ạ. Em nhắc lại trầm vàng 450.000 đồng cho 1kg. Còn bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan đuôi chuột ạ. Đuôi chuột em bán là 150.000 đồng cho 1kg. Bác nào mà muốn mua một bó về để ghép một giỏ đấy ạ, thì em cũng có bán là 80.000 đồng một bó nhé. Lan đuôi chuột là một trong những loại lan mà em cũng rất là thích, chơi từ rễ cho đến cả lá luôn, rất đẹp ạ. Bên cạnh lan đuôi chuột em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan tóc tím, hay còn gọi là tóc Lào đấy ạ. Tóc tím Lào này em bán là 60.000 đồng một bó nhé. Hiện giờ ở đây là còn những bó nhỏ thôi, còn phiên hôm qua có những cái bó to hơn thì có một mức giá khác, còn hôm nay những bó nhỏ này em bán là 60.000 đồng cho một bó ạ. Tóc tím Lào hiện giờ có cả thân xanh và thân tím nhé. Đây là do một những cái cây mà có thân tím là do đủ nắng nên là sẽ có thân màu tím. Còn những cái cây mà có màu xanh này là do ở dưới tán lá rộng đấy ạ. Ở dưới những nơi mà râm mát ấy, thì sẽ có lá màu xanh. Lá tím hay lá xanh thì ra bông như nhau nhé các bạn, không ảnh hưởng gì ạ. Tiếp đến bên cạnh đây, giới thiệu sẽ là mặt hàng lan ý thảo 3 màu nhé. Ý thảo 3 màu thì em chia ra làm 3 bó đấy. Mỗi một bó em bán với mức giá là 150.000 đồng cho một bó. Những bó này thì hiện giờ đồng đều về cân nặng cũng như là về mức giá thì cũng như nhau thôi nhé, không có gì khác nhau cả các bạn ạ. Tiếp đến bên đây em bán là lan trúc đen ạ. Trúc đen em bán theo kg là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Đây là lan trúc đen. Ở đây cũng chỉ còn có 2 khóm nhỏ đấy thôi. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan hoàng thảo nghệ tâm ạ. Nghệ tâm thì hiện giờ cũng đang là cái mùa mà chuẩn bị vào mùa hoa nhé. Em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1kg. Hiện giờ có cá biệt ở đây những bông mà có thể là ra hoa sớm đấy ạ, thì cái mặt bông nó cũng lên khá là to rồi đây. Đây là chưa bung hẳn nha các bạn nhé. Đây chỉ là những nụ bắt đầu bung thôi. Còn đây là những nụ hoa đây. Những nụ rất là nhiều luôn đây.
Đấy, nụ nụ này thì chưa bung này. Hầu hết là trong thời gian tới là sẽ bung lụa hết nhé các bạn. Đây là cái nụ này, mắt này thì có thể là lên sớm này, bung sớm rồi đây. Đây là lan nghệ tâm nhé các bạn. Lan nghệ tâm khi mà ra hoa đấy thì cái tỷ lệ xuống lá cũng rất là ít luôn, nên là khi mà ra hoa nhé sẽ có màu màu hoa lại trốn trong những cái lá này, nhìn rất là đẹp luôn, vừa được chơi lá cũng như chơi hoa luôn các bạn ạ. Em nhắc lại là 300.000 đồng cho 1kg nghệ tâm. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan môi tua. Môi tua em bán là 150.000 đồng cho 1kg nhé, lá rất là xanh mượt luôn ạ. Bên cạnh môi tua sẽ là mặt hàng lan long tu xuân hàng giống. Long tu xuân hàng giống em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1kg. Mầm gốc lên rất là đẹp rồi ạ. Những cái thân hoa thì cũng không quá dài, dưới 20cm nên là em cho vào hàng giống nhé các bạn. Còn thân thì cũng rất là đẹp luôn. Tiếp đến sẽ là dáng hương miệng kín hai thùy ạ. Dáng hương miệng kín hai thùy này em bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1kg nhé. Một trong những loại lan mà mình lấy về chơi thân cây, chơi thân chơi lá là chủ yếu, bởi vì hoa thì nó ra cũng không được bền cũng như là hơi nhỏ một chút. Em nhắc lại là 100.000 đồng cho 1kg. Tiếp đến bên đây sẽ là lan chuỗi ngọc hàng giống ạ. Chuỗi ngọc giống em bán với mức giá là 140.000 đồng cho 1kg. Hiện giờ chuỗi ngọc đã qua mùa hoa và xuống lá rất là nhiều, nên là em sẽ bán theo giá hàng giống nhé, 140.000 đồng ạ. Tiếp đến bên cạnh lan chuỗi ngọc, em giới thiệu tiếp sẽ là dáng hương tam bảo sắc ạ. Lô dáng hương tam bảo sắc này em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1kg ạ. Có cả lá xếp và lá lướt lẫn luôn nhé các bạn. Trên dáng hương tam bảo sắc sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Lan đùi gà tròn em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Đùi gà tròn thì đây là loại đẹp nhé các bạn. Đùi gà tròn hàng đẹp 200.000 đồng cho 1kg. Khi em gửi 1kg đi sẽ có cả những cái rề như này, bù thêm những cái khóm nhỏ nữa như này vào nhé, để đủ cân nặng và số lượng các bạn đã đặt đấy ạ. Tiếp đến bên đây em còn có hai dề đùi gà tròn nữa. Dề đùi gà tròn này em bán mức giá là 700.000 đồng cho 1kg ạ. Dề 700.000 đồng này thì cái thân sẽ dài hơn và tỷ lệ xuống lá cũng rất là ít, lá còn rất là mướt đẹp luôn nhé các bạn này. Đây là dề 700. Còn dề bên này thì cái thân ngắn hơn, em bán với mức giá là 500.000 đồng. Dề này thì hiện giờ đang lên mầm gốc rồi, còn xuống lá thì tỷ lệ xuống lá rất là nhiều, hầu như đã xuống lá và thân sẽ ngắn hơn nhé, nên cái giá cũng phải chăng hơn, 500.000 đồng cho dề này nhé. Đây là dề 500 ạ. Những thân ở đây cũng thân ngắn thì cũng phải 20cm, còn những thân dài thì dài hơn rất nhiều, có thể gấp đôi, khoảng 40cm, 20-45cm nhỉ nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan phượng vĩ. Phượng vĩ thì em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Lan phượng vĩ thì đang cũng là cái mùa chuẩn bị hoa, những cần hoa đang lên rất là cao, nhưng những cái nụ này rất là mong manh ạ. Khi nãy em vừa động chạm nhẹ một cái thì cũng bong mất nụ rồi, nên là khi vận chuyển gửi đi cho các bạn thì cũng không thể đảm bảo cái mặt hoa có để đến tay các bạn nhé. Các bạn lấy về để trồng và chơi hoa những mùa sau giúp em. Lan phượng vĩ thì nhìn từ cái nụ đã thấy là màu đỏ rồi đấy ạ, hoa màu đỏ nhé các bạn. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên phiên hôm nay em bán với mức giá là 180.000 đồng nhé. Sơn thủy tiên thì hiện giờ cũng đã qua mùa hoa và cái thân cũng khá là teo tóp rồi, nên là em cũng bán xả luôn, 180.000 đồng cho 1kg ạ. Các bạn nào mà ở nhà vườn đã trồng và đã thuần một giỏ sơn thủy tiên thì cũng thấy là bây giờ nếu như trong vườn ấy, thì cái cần hoa nó lên cực kỳ cao rồi nhé. Và cá biệt là có những cây mà bắt đầu đã bung lụa rồi thì có do những cái chùm hoa màu vàng và họng nâu đen nhé. Còn cái chỗ này thì hiện giờ thì hầu như là đã bị rụng hết các cần hoa rồi, bởi vì quá trình vận chuyển nữa. Và mới khai thác thì cái năm đầu thì lan sẽ thường hay trốn hoa cái mùa đầu. Các bạn lấy về ghép và chơi hoa mùa sau cho em. Tiếp đến bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan rất là hot trong thời gian qua. Rất nhiều bạn đặt mua cũng như là sưu tầm cái loại lan này, hỏi bên cơ sở em rất là nhiều. Đây là lan ý ngọc nhé các bạn, hoàng thảo ý ngọc. Bên em bán với mức giá là 350.000 đồng cho 1kg ạ. Em quay chi tiết lô hoàng thảo ý ngọc ngày hôm nay cho các bạn luôn. Nụ chi chít luôn nhé các bạn. Đây những nụ xanh ạ. Rất rất nhiều nụ nhé. Có thể là mới vào chỗ nào cũng ra nụ luôn các bạn ạ. Toàn nụ thôi. Mình sẽ được chơi hoa ngay khi mà ghép lên và sẽ chơi hoa trong khoảng 2 tuần tới nhé các bạn. Nếu mà chỗ nào mà thời tiết mà nóng ấm có thể trong một tuần nữa là bung lụa hết rồi đấy ạ. Các bạn lấy về thời điểm này rất là hợp lý luôn. Bên em khi gửi đi sẽ cố gắng mà
bó cẩn thận cũng như là xếp cẩn thận để tránh cái tình trạng mà giảm thiểu cái tình trạng bong nụ thấp nhất có thể nhé các bạn. Còn nụ bây giờ lên chi chít luôn rồi. Vâng ạ, 350.000 đồng cho 1kg ý ngọc nhé các bạn, em nhắc lại. Tiếp đến trên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì ngoài lấy về để chơi hoa, làm cảnh ra thì còn có giá trị về dược liệu nữa. Ở trên Cao Bằng, các cụ cao niên, cao tuổi đấy ạ, ở những trên vùng cao thì vẫn còn giữ thói quen là lấy cái cây phi điệp vàng này, hay còn trên nói theo tiếng dân tộc là cây phiên mạ đấy ạ. Lấy những thân già về, cắt nhỏ, sau đó thì sao khô, hãm như là hãm nước chè để uống thay nước đấy ạ. 150.000 đồng cho 1kg phiên mạ này nhé, cây hay gọi là phi điệp vàng đấy ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Hiện giờ kim điệp xuân cũng đang qua mùa hoa và bắt đầu xuống lá rất là nhiều. Khi xuống lá thì sẽ để lại những vết thâm như này, nhưng không vấn đề gì nhé. Đây là đặc điểm xuống lá của kim điệp xuân, nên là những vết thâm này không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cây cả. Các bạn lấy về ghép lên giá thể và vẫn thuần bình thường nhé. Kim điệp xuân 150.000 đồng cho 1kg ạ, còn rất là nhiều nha các bạn. Đây là lô kim điệp xuân của ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4 năm 2019 ạ. Bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan kiều vàng. Kiều vàng này thì là kiều vàng hàng giống nhé các bạn. Khóm rời rất là nhiều, và thứ hai nữa là có cả những cây có thể bị gãy tận tít trên ngọn ấy, thì em vẫn để lại để những cái thân này nó sẽ là lấy dinh dưỡng để nuôi mầm gốc nhé. Kiều vàng hàng giống em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây là một trong những loại lan mà cũng rất đặc trưng của vùng rừng núi Cao Bằng, đó là Vanda Hương Chanh. Vanda Hương Chanh hiện giờ cũng mới qua mùa hoa và hiện giờ lấy về, các bạn lấy lên ghép lên giá thể để chơi lá cũng như làm cảnh nhé. Và sẽ được chơi hoa vào những mùa sau ạ. Vanda Hương Chanh thì em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Lấy về để chơi lá cũng rất là đẹp, bởi vì cái màu xanh này nhìn rất là đẹp luôn. Đây là Vanda Hương Chanh nhé. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là lan Ngọc Thạch Lào ạ. Ngọc Thạch Lào thì em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg nhé. Ngọc Thạch Lào chuẩn luôn là Ngọc Thạch ba màu nhé các bạn. Ở đây còn sót lại một cái bông hoa này, bởi vì đã qua mùa hoa rồi. Cái này là nở muộn đấy. Đây là màu vàng này, cánh trắng và phớt tím ở đầu nhé. Ngọc Thạch ba màu đấy ạ. Chuẩn Ngọc Thạch ba màu luôn. 180.000 đồng cho 1kg Ngọc Thạch Lào. Bên này còn có một chút thập hoa, nhưng mà thập hoa thì đã có khách đặt từ sáng rồi đấy, nên là em không báo giá nữa. Hôm nay không bán thập hoa nhé các bạn. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Phi Hạc ạ. Hoàng Phi Hạc loại thân to đều đẹp, em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Còn Hoàng Phi Hạc hàng giống, Hoàng Phi Hạc hàng giống ở đây thì sẽ bị xuống lá hơi nhiều, và thứ hai nữa là thân sẽ teo tóp hơn, thì em bán với mức giá cũng nhẹ hơn. Hàng giống là 160.000 đồng cho 1kg nhé. Đây là chi tiết về lô hàng giống của Hoàng Phi Hạc đấy ạ. Lấy về ghép và để thuần thì cũng không có vấn đề gì so với cái hàng đẹp nhé các bạn. Chủ yếu là xuống lá hơi nhiều thôi, còn mầm gốc lên cũng rất là khỏe luôn. Mầm gốc đầy chi chít luôn đây này. Còn đây là chi tiết về lô Hoàng Phi Hạc hàng đẹp đấy ạ. Chỗ này cũng có một cái rễ nhìn rất là đẹp luôn. Em cũng bán theo kg luôn nhé các bạn. Em bán là 200.000 đồng một kg luôn. Bên cạnh Hoàng Phi Hạc, em giới thiệu tiếp ở đây sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Sừng ạ. Hoàng Thảo Sừng cũng đang là vào mùa hoa, bắt đầu vào mùa hoa nhé. Đây, chỗ nào cũng nụ luôn nhé các bạn nhé. Hoàng Thảo Sừng nụ đang lên rất đẹp luôn rồi, chi chít nụ luôn rồi. Bới vào đâu cũng ra nụ luôn này, bới vào đâu cũng nụ luôn nhé các bạn. Còn đây là có một cái khóm thì em nãy khi mà lọc hàng em chọn ra đấy, thì cũng có một khóm này là nở hoa sớm, nên em để ra để quay chi tiết cái mặt bông cho các bạn xem. Đây là mặt bông của Hoàng Thảo Sừng nhé. Vẫn chưa bung lụa hẳn hết luôn các bạn nhé, nó vẫn còn đang khép đây, bung lụa đây này, mặt bông đây. Còn đây còn rất là nhiều những bông mà còn những cái nụ còn chưa bung lụa đây, còn đang khép rất là nhiều. Đây là chi tiết về mặt hoa, mặt bông của Hoàng Thảo Sừng đấy ạ. Em nhắc lại là 250.000 đồng cho 1kg nhé. Rất rất nhiều nụ luôn, lá thì cũng rất là mướt. Lô này rất là đẹp luôn các bạn ạ, không chê vào đâu được. Rồi ạ, tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan chồn Bắc. Chồn Bắc thì có cả cây nhỏ và cây to, em bán lẫn lộn luôn, hàng kg 250.000 đồng cho 1kg nhé. Chồn Bắc thì cũng như
là dáng hương đuôi cáo thì sẽ ra hoa vào mùa hè nha các bạn. Khoảng tầm 2 tháng nữa sẽ bắt đầu sẽ có thấy hoa của chồn nhé. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là ngọc thạch 3 màu, ngọc thạch Bắc nhé. Ngọc thạch Bắc em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Thân to đều hơn so với ngọc thạch Lào, nhưng mặt bông thì cũng như nhau nhé các bạn. Còn ngọc thạch Bắc hàng thanh lý thì em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1kg ạ. Cái thân hoa cũng như là thân già nó sẽ ngắn hơn. Thân hoa ngắn dưới 20cm em cho vào hàng giống luôn. 160.000 đồng cho 1kg ngọc thạch Bắc hàng giống ạ. Bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Điện Biên Đông hay còn gọi là hương rừng ạ. Điện Biên Đông em bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1kg nhé. Rất là vàng óng đấy ạ. Rất đều đẹp vàng óng luôn nhé. Điện Biên Đông thì sẽ cho hoa màu vàng rực nhé các bạn. Tiếp đến bên cạnh Điện Biên Đông em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt thì hiện giờ xuống lá hoàn toàn nhé. Hiện giờ lấy về các bạn trồng lên và để đợi những cái mầm gốc ra và sẽ chơi hoa vào mùa sau thôi. Còn mùa hoa của đùi gà dẹt thì cũng vừa qua cách đây cỡ tầm 10 ngày rồi. Đây là chi tiết về lô đùi gà dẹt ngày hôm nay. Em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Trên đùi gà dẹt sẽ là mặt hàng lan kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì cũng đã qua mùa hoa, thân teo tóp rất là nhiều rồi ạ. Hiện giờ các bạn mua về rất là được lợi cân cũng như là lợi đầu cây nhé. Đây là những cái thân của kim điệp thơm, em sẽ quay chi tiết thôi. Bình thường khi mà bắt đầu ra hoa thì cái thân nó xanh bóng và căng mọng nhé. Nhưng bây giờ thì đã hết mùa hoa và bắt đầu xuống lá cũng như là thân teo tóp rất là nhiều. Các bạn mua được lợi ký lắm ạ. Em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg thôi, kim điệp thơm. Bên cạnh kim điệp thơm em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hoàng lạp nhé. Hoàng lạp thân lá giống hệt sơn thủy tiên, khác nhau mỗi mặt bông nhé các bạn. Đây là mặt bông của hoàng lạp đây. Mặt bông của hoàng lạp là cánh vàng và họng vàng, còn mặt bông của sơn thủy tiên là cánh vàng và họng đen nâu. Hoàng lạp em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Nhất điểm hồng thì lá cũng còn rất là nhiều, tỷ lệ xuống lá cực kỳ ít luôn nhé. Đây là chi tiết về lô nhất điểm hồng ngày hôm nay ạ. Em nhắc lại là 180.000 đồng cho 1kg. Và cuối cùng em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím hiện giờ cũng vừa qua mùa hoa, chỉ còn lại sót lại những cái cần hoa mà còn sót lại như vậy thôi. Và thứ hai nữa là thân cũng khá là teo tóp bởi vì bên em luôn giữ khô nguyên cây giống, tránh tình trạng sẽ bị thối nhũn nếu mà tưới nước ạ. Và thứ hai nữa là không lợi cân cho khách hàng. Đây ạ, các bạn mua bây giờ cũng rất là hợp lý luôn. Long tu đá hoa tím em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Đây ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại đó là 0984 754 102 và số 0967 615 815 để được lên đơn và tư vấn trực tiếp. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.